tạo thành một cái con thác ở phía sau cuối nhà này. Ở phía sau mình có chỗ luôn để mà mình nuôi gà nữa nè anh chị, nuôi gà rồi nuôi chim, một vài chú chim trong đây, rồi có những cái cây cây khế này kia ở phía sau luôn ha. Và giờ mình cùng vòng ra phía sau nữa nha anh chị. Xung quanh nhà nè thì cũng có trồng rất là nhiều cái bông lan bên đây á anh chị, đó rất là đẹp luôn, rất là nhiều cây. Ở đây có cây khế chua nữa anh chị, đó xung quanh á thì hai bên. Hello, nhà mình Chánh Nguyễn Thành Vũ xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Thì tiếp tục lại là một cái căn nhà vườn mà hôm nay Thành Vũ giới thiệu cho anh chị, một cái căn nhà vườn rất là đặc biệt luôn, rộng gần 2.000 mét vuông nha anh chị. Đó, và có nguyên một cái công viên ở đây. Thì hôm nay á, Thành Vũ sẽ xuất hiện cùng với anh Tính là người chăm sóc cái khu vườn này 7-8 năm nay rồi ha nha anh chị. Đó, thì Thành Vũ sẽ giới thiệu cùng với anh Tính ha. Thì ở đây nè anh chị, cái khu vườn của mình á là có đất thổ cư luôn nha, có 600 mét vuông thổ cư, gần 600 mét vuông thổ cư. Còn phần lại thì diện tích là bề ngang là 30 mét và chiều dài là tầm 60 mét nha anh chị, rất là rộng luôn, tầm 2.000 mét vuông. Thì nhà mình thì kế khu công nghiệp Cầu Tràm, từ đây tới khu công nghiệp Cầu Tràm chỉ khoảng là 2-3 phút thôi, rất là gần luôn. Và nhà mình thì có cái đường nhựa phía trước luôn nha. Còn bây giờ Thành Vũ sẽ review trước cho anh chị cái khu vườn này ha. Thì trước khi đây là cái cảnh đầu tiên của khu vườn nè. Ở đây thì mình có một cái hàng tre nè, đó. Thì hôm nay Thành Vũ giới thiệu với cùng với anh Tính ha. Anh Tính là người chăm sóc cái khu vườn này. Anh Tính ơi, thì ở đây á mình những cái cây này á là cây gì anh Tính nhờ? Đây là cây bằng lăng, còn đây là cây thiên tế. Dạ, ở đây á thì mình có một cái cây bằng lăng nè anh chị và một cây thiên tế, một hai cây thiên tế ha. Và xung quanh đây là cái hàng tường vi đúng không anh? Em thấy treo bảng nè. Cây tường vi và cây chào Phúc Kiến mà miền Nam mình gọi là cây bùm sụm đó. Dạ, rồi. Đó, và ở phía sau thì mình có thêm một cái cây lộc vừng ở phía sau nữa. Thì những cái cây này Thành Vũ thấy bảng thì Thành Vũ mới biết thôi, chứ bình thường thì nhiều quá Thành Vũ cũng không biết nữa. Rồi ở đây thì có một cái lối đi thì nhà mình nó có hai lối đi ha anh chị. Đó, một cái lối đi dọc qua phía bên đó và một cái lối đi là dọc theo phía bên đây, hai lối đi dọc theo cái miếng đất nhà mình. Và bên đây thì có luôn là ba căn nhà cổ, hai căn nhà cổ và thêm là một cái căn nhà mới. Đó. Ở đây thì chủ nhà được lắp cái hệ thống là máy hệ thống bơm nước đầy đủ cho mình rồi. Và dưới này thì được ốp đá nè. Xung quanh đây thì cũng rất là nhiều cây luôn. Đó, như anh chị thấy á, ở đây là cây gì anh nhỉ? Hương Ngọc Lan. Cây Hương Ngọc Lan nè. Cây khế. Đây cây khế nè anh chị. Đó, nguyên một cái khu công viên ở đây luôn và được làm rất nhiều bộ bàn ở dưới đây ha anh chị ha. Thì cái khu vườn này thì cô chú anh chị có thể mua về để mà mình nghỉ dưỡng thì rất là đẹp và phù hợp với mình luôn anh chị. Đó. Ở trên đây thì có những cây cao này nữa nè anh. Cây nhãn, cây nhãn nè. Cây nhãn, cây dạ. Là cái hoa kèn. Dạ. Rồi cây thị đó. Ở đây thì cũng gia chủ có làm luôn một cái cây để trong cái bồn này anh nhờ, cây gia nhật. Đây là cây gia nhật. Cây gia nhật có hoa không anh? Nó có trái tròn tròn cũng đẹp lắm. Dạ. Ở đây thì mình có luôn một cái cây me nè anh chị, rất là bự luôn ha. Và nguyên cái khoảng không công viên như thế này thì được ốp đá cho mình và xen kẽ là những cái lớp cỏ nhung nhật. Và có thêm một cái vài bộ bàn ở đây. Bàn này thì bàn đá nha anh chị, bàn đá ở đây đá hoa cương, ở đây thì đá giả một cái gốc cây thôi. Bên đây thì một vài bộ bàn hiện đại một xíu đó. Ở đây thì có một cái cây me nè, phía sau này thì cái khung không gian nhà của mình. Ở đây có những cây vú sữa nè đúng không anh? Cây vú sữa đúng rồi. Dạ. Đây là hai cây vú sữa, hai cây vú sữa ha, mai tứ quý. Dạ. Và cái công viên này anh chị thì rất là thoáng luôn. Thành Vũ đang quay khoảng 2-3 giờ chiều ha. Đó, chiều hôm nay thì bữa nay thì mình có luôn một cái quả đồi rất là to luôn nha anh chị. Đó, giống như một cái quả đồi như một ngọn núi vậy anh chị. Đó, nhưng mà nó rất là lài ha. Ở đây thì gia chủ trồng cho mình cái cỏ gì anh nhỉ? Cây này là cây hoa giấy. Cây hoa giấy ha. Đó, trên đây có cây cam nè anh chị. Có cây cam luôn, cam sòn có trái luôn ha. Rồi trên đây thì có những cây kè bạc nè. Cây này giống như cây cỏ đúng không anh? Rất là đẹp luôn. Đó, trên đây thì có hệ thống tưới tiêu đầy đủ cho mình luôn. Đó, rất là thoáng. Buổi chiều mình ra đây mình hóng gió này kia rồi cũng được anh chị. Đó, chủ nhà này có nuôi một cái bé cún ở đây. Đó, bé cún cũng có làm ổ ở đây nè. Đó, rất là dễ thương luôn. Trên đây thì cây này cây gì anh? Cây này cây bò cạp. Cây bò cạp ha. Đó, và có những cái cây thơm kiển. Cao kiển. Thơm kiển, cây này cây thơm kiển. Dạ, cây này những cây này cái lá rất là đẹp anh chị. Đó, thì phía bên đây của cái căn nhà của mình á thì là những cái căn nhà cổ ha anh chị. Thì gia chủ á được mua từ ở những cái căn nhà cổ của người ta, mua lại và đem về đây luôn, đem nguyên con về đây luôn. Đó, chỗ này có cái hồ nước nè anh chị. Thì hai căn nhà cổ bên đây đó cũng có một cái lối ra, và phía sau á thì có thêm một cái lối đi nữa nha anh chị. Thì cái căn nhà cổ ở đây á thì được làm nền cao lên 5-6 tấc ha. Ở đây thì gia chủ sưu tập đồ cổ nha anh chị. Máy này thì Thành Vũ cũng không biết là nó như thế nào nữa, nhưng mà Thành Vũ thấy thì cũng rất là nghệ thuật ở trong đây.
đó, thành gia chủ cũng khá là tâm huyết luôn. Còn trên đây thì có một cái cổ bánh xe nè, Thành Vũ cũng rất thích cái phong cách như thế này nha anh chị. Ở bên đây thì có ba gian, Thành Vũ thấy ba gian ha, có hai bên thì có hai cọc giữa nè, và chỗ này có một cái bộ phẳng nữa, bộ bàn. Tất cả những cái thứ này á thì gia chủ sẽ để lại cho mình ha, đó, bán là bán hết, toàn bộ để lại cho mình luôn. Chỗ này có một khối không gian VIP nè anh chị, đó, ở trong kia thì có nhà cửa này kia, ở đây có một cái không gian VIP luôn, một cái quầy bar nữa. Thành Vũ thấy giống như là một cái quán cà phê hơn là một cái căn nhà, nhưng mà thật sự thì căn nhà này là để nghỉ dưỡng ha, để ông bà của gia chủ đó nghỉ dưỡng. Và ngoài này á thì mình có luôn một cái đoạn đường dọc bên đây, hai bên thì có hai bên đường nha anh chị. Và cái quả đồi mình á thì kéo dài ra tới đây, cũng rất là nhiều cây phía bên đây luôn đó, như cây măng cục nè anh chị, cây sơ vi nè ha, và nhiều cây lan treo ở đây, rất là nghệ thuật, rất là đẹp. Chỗ này á thì gia chủ có làm cho mình á, anh Minh á có làm cho mình những cái tảng đá nè anh chị, mình có thể đi lên cái đây, đi lên quả đồi để mình khỏi đạp lên cỏ anh chị đó. Nãy Thành Vũ không biết thì cũng có đạp lên quách chừng nhà nè, thì cũng có trồng rất là nhiều cái bông lan bên đây á anh chị đó. Phía xa bên đây á, phía bên tay phải á, với bên tay trái của Thành Vũ á thì có hai con đường đi từ trước đằng sau vào nhà ha anh chị ha. Ở giữa cũng có một con đường nữa đi đến trực tiếp cái quả đồi này. Xung quanh đây á thì có một cái, ở đây có cây đu đủ nữa nè anh chị, và có cây hoa hồng nữa nè anh chị đó, rất là nhiều cây luôn. Và cái con đường này á thì mình đi dọc ra ra đây thì mình có luôn, một cái nhà thị tạ ở đây nha anh chị, ở giữa, ở giữa cái hồ này luôn. Và dưới này á thì được nuôi rất là nhiều cá dưới này luôn đó. Một cái cây cầu được làm bằng những cái cây củi anh chị đó, rất là, đi Thành Vũ cũng hơi sợ sợ một xíu, nói chung sợ té xuống đây. Rồi nước ở đây thì rất là xanh luôn anh chị. Và ngoài này thì có để một cái bộ bàn nè, trên đây thì có một cái nhà ở đây, trên đây thì có là ốp mái ngói cho mình luôn, có một cái bàn, bàn này một cái bàn khá bự luôn, về mình có thể thay thế lại một cái bộ bàn tròn anh chị. Thành Vũ thấy bộ bàn tròn thì nó phù hợp hơn một xíu ha. Xung quanh thì nước xanh quanh năm. Ở dưới này thì cũng khá anh chị, thì mình có luôn một cái thác ở phía sau ha, khi mà mình bật điện lên á thì nước ở trên hồ, ở dưới hồ này sẽ bơm lên và sẽ tạo thành một cái con thác ở phía sau cuối nhà này. Ở phía sau mình có chỗ luôn để mà mình nuôi gà nữa nè anh chị, nuôi gà rồi nuôi chim, một vài chú chim trong đây, rồi có những cái cây khế này kia ở phía sau luôn ha. Và giờ mình cùng vòng ra phía sau nữa nha anh chị. Cặp ven hồ anh chị thì có trồng những cây liễu nè anh chị, bên kia thì cây phượng ha, chỗ này thì có cây chanh nữa. Rồi xung quanh thì ở dưới này trồng những cây lá nhỏ như cây lá dứa nè, cây trái khóm nè, trái thơm nè anh chị đó, rất là nhiều cây luôn. Phía xa xa thì cũng có cây đu đủ nè đó, rất là tuyệt vời khi mà mình sinh sống ở đây anh chị ha. Phía sau này thì cái căn nhà này thì mình có luôn là một cái chỗ để mà mình nuôi gà nữa anh chị, rất là dễ thương luôn. Đây phía sau này có luôn một cái chuồng gà anh chị đó, có luôn một cái chuồng gà ở đây ha. Nói mình vừa chăn nuôi rồi mình vừa trồng cây, trồng cây có một cái lối đi nè anh chị. Trên này thì hệ thống thoát nước của mình đó, hệ thống thoát nước của mình thì chỗ này cũng được làm cao lên để cho mình đi đừng có đụng đầu nha anh chị, rất là thú vị. Phía sau này thì cũng có nguyên một cái vườn cây ở đây, cây cóc nè anh chị. Ở đây có một cái cây mít nè, cũng ra rất là nhiều trái ở đây luôn đó. Bên đây thì có một cái cây phượng nữa nè, cây phượng này thì mới trồng đây thôi, cách đây vài tháng thôi anh chị. Và mình khi mà gạch tán lá thì ở đây nó được phủ một cái bóng mát, rất là tuyệt vời luôn. Phía xa xa có hồ, ở giữa hồ anh chị thì có cái cây mẳng đưa ra, có rất nhiều trái luôn ha anh chị ha. Ở chỗ này thì cây mít nè, rồi có luôn một cái cây bưởi, một cái khu vườn cây nhỏ nhỏ cùng phía ở đây đó, khá là đáng sống ha cô chú anh chị đó. Và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ nhìn sơ lại khu vườn nhà mình trước khi mình tổng hợp thông tin và báo giá.
Anh chị ơi, một khu vườn với diện tích là 30 và chiều dài là hơn 60 mét và hơn 500 mét vuông thổ cư luôn nha anh chị. Đó, nằm cách khu công nghiệp Cầu Tràm chỉ khoảng 2 tới 3 phút đi xe thôi. Đường ô tô nè, 4 chỗ, 7 chỗ, xe tải đều vào được ha. Và khu vườn này với giá là 12 tỷ đồng. Anh chị nào quan tâm á thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ ha. Và nếu anh chị thích căn nhà này á thì nhớ bấm đăng ký, bấm nút like để ủng hộ Thành Vũ và nhớ bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà tiếp theo. Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nhé.